các bạn trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn ván đấu cực hay giữa danh thủ chịu phạm vị đại chiến lục vị thao trong giải cờ tướng cá nhân trung quốc năm 2018 trong ván đấu này thì triệu cầm đỏ đi tiên lục cầm đen đi hậu diễn biến ván đấu diễn ra như sau mở màn theo dõi Đến đây thì Lục vị Thao buông cờ đầu hàng, chiếc phạm vị cầm đỏ đi tiên, giành chiến thắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về cờ tướng đại chiến. Và đừng quên để lại bình luận, góp ý bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cờ tướng đại chiến.com để theo dõi cũng như ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.